thuốc trị bọ xít muỗi cho cà phê ở Lâm Đồng này. Phục hồi và phân hóa mầm hoa cà phê có cộng thêm cả rong biển giải nhiệt và kích thích bộ rễ hoạt động mạnh này. Em Hoàng Dương xin chào cô chú anh chị em và các bạn nhé. Với cái số này thì các anh chị pha được khoảng tầm 4 phi nước là bằng với 800 lít nhé. 800 lít nước sử dụng cho cà phê sau thu hoạch. Cái này là dùng cho cà Lâm Đồng này. Cà ở Lâm Đồng cái nó ra cái lá non, nó bị cái con bọ xít muỗi tấn công nhé. Cái lá nó nhăn nhăn, nó bị đốm đốm đấy. Đấy. Cái số này thì nó sẽ giúp cho cây cà phê là cái bộ kích bộ rễ cây hoạt động mạnh và nhanh chóng phục hồi lại cây này. Giúp cây phân hóa tạo nhiều mầm hoa và chống nghẹn hoa, tăng sức đề kháng cho cây và giúp giải nhiệt cho cây trong thời điểm nắng nóng nhé. Cảm ơn cô chú anh chị em đã xem video và hẹn gặp lại cô chú anh chị em ở video sau.